Quý vị thân mến, đời sống người lao động sau dịch Covid-19 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền sinh hoạt hàng tháng vì không có quỹ dự phòng. Nhưng đó là thực trạng được nêu ra tại hội thảo Tương lai nào cho người lao động nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội vừa mới diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng với mức thu nhập như hiện nay, công nhân người lao động hiện đang có cuộc sống bấp bênh. Một thực trạng đáng lo ngại là có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hàng tháng. 36% số công nhân lao động thỉnh thoảng phải vay tiền để chi tiêu sinh hoạt, khám chữa bệnh. Từ đầu năm đến nay, sự dịch chuyển lao động đang tiến triển tích cực. Lao động trong khu vực dịch vụ tăng 39%, công nghiệp và xây dựng tăng 34%. Tình trạng thiếu việc làm cũng đã giảm so với thời gian trước. Thu nhập người lao động cũng tăng so với quý trước dù chưa đáng kể.